Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Gò Vấp. Hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn nhà siêu rẻ, siêu rộng, tọa lạc tại có diện tích 4,5m x 10, sổ hồng riêng công nhận 45m2. Nhà cũ cấp 4 cũ tiện xây mới và khu hẻm an ninh, yên tĩnh, sổ hồng riêng. Diện tích công nhận trên sổ là 45m2 nếu xây dựng mới. Nhà tọa lạc tại đường Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tiện đi ra Quang Trung, làng SOS, y tế phường 8, sân góp Tân Sơn, chợ Phạm Văn Bạch. Đường hẻm vào nhà như lộ trình mà Vũ đang chạy đây. Đó là đường hẻm rất thông thoáng, toàn khu nhà lầu cao tầng, dân trí cao. Tại khu này nhìn có vẻ như kiểu cách trồng cây trồng cối, rồi nhà cửa giống như là toàn là khu công chức ở, tại vì nó kiểu nó yên tĩnh và nó thoáng mát lắm. Người ta dành cái không gian ở cho cây xanh thì nhiều, cho nên mình tuy nhà mình giá rẻ nhưng mà ở trong khu này là nó rất là ổn. Có văn phòng công ty luôn kìa. Đấy, căn nhà này giá gia chủ rao bán nhanh là 2,38 tỷ thương lượng, 2,38 tỷ bớt lọc cho người mua nhanh trước Tết. Và xin nhắc lại, căn nhà này là 4,5m x 10, sổ hồng riêng công nhận 45m2, tọa lạc tại Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò Vấp, giá 2,38 tỷ bớt lọc. Và nhà hướng Tây Nam, Tây Tứ Trạch, và có hỗ trợ vay ngân hàng cho khách nữa. Anh chủ sẽ hỗ trợ vay có thể tối đa đến 2 tỷ, nhưng mà chắc chắn dưới 2 tỷ là duyệt ok. Song song, các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Gò Vấp để xem thêm nhiều căn nhà trong cùng phân khúc tại danh sách phát nhà dưới 2,5 tỷ. Đây, song song Vũ cũng xin giới thiệu cho anh chị căn nhà lầu 2 phòng ngủ đẹp tại giá 2,4 tỷ tại Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp. Căn nhà này 1 trệt 1 lầu, 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh. Sổ họ diện tích là 3m, diện tích là 4m x 5, nở hậu một xíu. Sổ hồng riêng công nhận 20m2, trệt lầu 40m2, hẻm xe hơi nhỏ đậu cửa. Nếu chạy vào trong mình tí là quay đầu được luôn, bởi vì hẻm trước nhà mình thì 3m, nhưng mà vào trong thì là 6-8m. Khu ở an ninh yên tĩnh, nhà mới đẹp, đúc cầu thang đúc, ốp gạch, hệ thống đèn và trang trí nội thất chuẩn. Chỉ cần xách vali vào là ở. Kệ rửa chén cũng đã có, gương soi, toilet sang trọng, sáng sủa, sạch sẽ. Nhà gọn nhỏ, gọn, xinh lung linh, thích hợp cho cặp vợ chồng mới cưới ra ở riêng, người ở tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh làm lập nghiệp, mua ở, an cư lạc nghiệp, có hộ khẩu, phát triển kinh tế và cuộc sống học hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đừng quên, nhắc lại lần nữa, quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Gò Vấp. Và còn gì, có gì thắc mắc xin liên hệ số điện thoại. Vũ chỉ xài một Vũ sẽ đăng và marketing rất nhiều kênh, rất nhiều Zalo, rất nhiều Facebook. Nhưng xin anh chị lưu ý chỉ liên hệ với một số điện thoại và Zalo duy nhất. Đó là số Zalo 0906943839. Mọi thắc mắc sẽ liên hệ qua số Zalo đó. Còn tất cả các Zalo khác chỉ để đăng bài marketing, chứ không online, không chat, không tương tác chat. Xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại tại kênh Nhà Giá Rẻ Gò Vấp. Tại đó anh chị kéo sâu vào thông tin chi tiết, bấm vào bài đăng để đọc thông tin chi tiết và căn nhà. Ngoài ra có đủ tất cả các đường link cho tất cả các phân khúc nhà dưới 1,5 tỷ, dưới 2 tỷ, dưới 4 tỷ, đất và nhà nát, cũng như nhà mặt tiền dưới 10 tỷ, nhà thuê 5 đến 7 triệu. Xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị một tuần làm việc hiệu quả. Ngoài ra Vũ còn tư vấn thêm pháp lý nhà đất. Bà xã Vũ là Hồng, chị Hồng sẽ nhận hồ sơ nhà đất. Xin cảm ơn.